Con thì phải làm thế nào ạ? Hai vòi tử cung tắc muốn có con làm nào hả em? Để mà muốn có thai á thì ngoài hai vòi tử cung ra ấy, mình còn phải khảo sát một cách rất là toàn diện cả vợ cả chồng em ạ. Vì vợ thì ngoài hai vòi tử cung ra ấy, em còn phải được bác sĩ khám và đánh giá cái chức năng buồng trứng của em như thế nào, cái tử cung của em như thế nào, cụ thể là tử cung của em có bình thường về giải phẫu không, hay là tử cung bất thường như là tử cung đôi hay tử cung hai sừng vân vân. Khảo sát người chồng nữa, người chồng em phải đánh giá chất lượng tinh trùng thế nào, ít nhất là chất lượng tinh trùng như thế nào. Còn coi như là nếu như em đặt đề cập đến cái vòi tử cung ấy, thì giờ chị sẽ quay lại cái vòi tử cung, hai vòi tử cung của em tắc đúng không, thì cũng coi như là những cái thứ chị vừa đề cập á, nó là bình thường nhá, nó là bình thường đi, thì cái thái độ xử trí với hai vòi tử cung tắc ấy, nó sẽ rất là khác nhau. Chỉ ví dụ như là hai vòi tử cung của em mà tắc đoạn gần ấy, tức là ví dụ em tắc eo tử cung thì không phẫu thuật được, phẫu thuật không bao giờ thành công được. Và cái trường hợp em tắc eo tử cung á thì mình chỉ có thể làm được tiêu nghiệm thôi. Còn trường hợp mà hai vòi tử cung của em nó tắc đoạn xa nhưng mà nó không giãn, nó chỉ tắc đơn thuần thôi, nó không giãn, thì mình có thể cân nhắc phẫu thuật để tạo hình lo vòi. Thì em có thể về quan hệ tự nhiên hoặc là em có thể là bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Thế nhưng mà có phẫu thuật hay không, khi mà nó tắc mà nó không bị giãn, mình có đưa ra chỉ định phẫu thuật hay không để có con ấy, thì phụ thuộc vào cái chất lượng tinh trùng của chồng em. Tinh trùng kém đâu có thể quan hệ tự nhiên hay là bơm tinh trùng để mà có thai được nữa. Trường hợp này mình cũng sẽ không phẫu thuật và mình sẽ chỉ định làm thủ tinh nghiệm luôn. Đấy là một số những cái cơ bản nhất, những cái ý chính nhất mà chị muốn tư vấn cho em về cái chuyện tắc hai vòi tử cung của em nhá. Vâng, thế nếu mà gia đình em kinh tế không có nhiều mà muốn làm thủ tinh cho ống nghiệm thì có được không ạ chị? Kinh tế không có nhiều muốn làm thủ tinh ống nghiệm á thì cũng hơi khó đấy. Em khi muốn làm thủ tinh ống nghiệm thì em cũng phải có một sự cố gắng, sự chuẩn bị về kinh tế. Và em biết rằng làm thủ tinh ống nghiệm nó là một chi phí khá là cao. Nó từ 70, 80, 90, 100 triệu phụ thuộc vào cái liều thuốc mà bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân. Và liều thuốc thì phụ thuộc vào tình trạng cụ thể, cái hoạt động buồng trứng của bệnh nhân. Thế cho nên là khi mà mình đã xác định làm thủ tinh ống nghiệm thì mình cũng phải có sự chuẩn bị về kinh tế mình mới có thể làm được. Nhưng mà rất may là đợt này Bệnh viện Sản Hà Nội có cái chương trình tặng voucher miễn phí cho bệnh nhân làm thủ tinh ống nghiệm, là miễn phí hỗ trợ phôi làm tục, hỗ trợ phôi thoát màng và miễn phí bảo quản phôi 2 năm. Nghĩa là nếu như em kích trứng và làm thủ tinh ống nghiệm bây giờ thì 3 năm sau em mới phải đóng thêm tiền bảo quản phôi. Mà cái giá trị của nó lên đến gần 10 triệu. Chị nghĩ là với cái hỗ trợ như vậy là cũng rất là đáng kể và cũng đỡ được khá nhiều cho bệnh nhân. Nên là nếu mà để chị sẽ thăm khám cho em, nếu như mà mình có chỉ định làm thử nghiệm thì mình cũng nên tranh thủ cái thời gian mà bệnh viện tặng khuyến mại cho cái tặng voucher khuyến mại này, nó chỉ kéo dài từ giờ đến hết 30 tháng 6 nhá. Bây giờ trước mắt thì mình cứ khám xét để xem là liệu có phải làm thử nghiệm không nhá, thì em sẽ đỡ được một phần tiền. Thế cứ để cho bác sĩ chẩn đoán cho em đã nhé. Cảm ơn chị ạ.